Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả của chúng ta cùng đến với sân vận động Thanh Long để đón chờ xem trận đấu giao hữu nội bộ giữa câu lạc bộ Đông Nam FC và họ chia thành hai lứa tuổi để thi đấu nội bộ với nhau, đó là U35 Đông Nam và U35 Đông Nam. Như vậy thì chúng ta đợi xem quả đá phạt trực tiếp này của các cầu thủ U30 Đông Nam. Tình huống dứt điểm đang rất nguy hiểm, cơ vào. Cú đá vừa rồi có vẻ là của Xuân Vinh. Đúng như vậy. Vẫn đang là cầu thủ áo trắng. Giờ đây, bóng tiến đến vị trí của Huy Vũ. Lập bóng khá tốt, hoàn toàn có thể tung ra cú đá. Dứt điểm ngay. Bóng đi ngay vào vị trí đứng của thủ môn Chu Bi. Cú đá vừa xong là của Tuấn Cò. Chúng ta xem lại pha bóng này. Bóng đi lập bập và không đủ lực để đánh bại Hội Doraemon. Hội Doraemon đột phá được không? Một tình huống thả bóng rất vừa tầm. Tiếp tục là cầu thủ U30 Đông Nam. Có tỷ số được mở 1-0 dành cho U30 Đông Nam. Và đó là bàn thắng của Hậu Ronaldo. U30 Đông Nam đã thành công trong việc có được bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này nhờ công của Hậu Ronaldo. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi. Bắt nguồn từ nỗ lực đột phá của Hội Doraemon. Và sau đó thì bàn đăng cấp của Hậu Ronaldo đã tung ra một cú đá treo góc hoàn toàn đánh bại thủ môn trung bị của U30 Đông Nam. Điều chuyển của Sang Đào là vẫn đến được vị trí của một cầu thủ áo vàng khác, lên bóng dành cho U30 Đông Nam. Hoàn toàn có thể tung ra một cú sút xa từ vị trí này. Sang Gao, anh Hào đó một vị trí trống trơn, chân trái, không vào. Chúng ta xem lại pha xử lý này. Và sau bóng, và đã phạt trực tiếp coi. Không thể có cú đá nói thành công. Nỗ lực vừa rồi là của Minh Nhật. Sau quả treo bóng vào của Sang Gao. Khá tốt. Hội Doraemon. Và phát bóng tốt của Hội Doraemon. Tốc độ của Hậu Ronaldo. Coi. Hậu Ronaldo hoàn toàn có thể giữ điểm. Xử lý. Coi. Giữ điểm. Vẫn vào. Không dành cho U30 Đông Nam. Cú đúp của Hậu Ronaldo bắt nguồn từ một tình huống phát bóng rất tốt từ tuyến này. Hậu Ronaldo bằng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời của mình đã hoàn toàn đánh lừa hàng phòng ngự của U30 Đông Nam. Và anh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Cú đúp của Hậu Ronaldo. Duy Hùng. Sáng Cao. Và chọc khéo tốt. Cơ hội. Chúng ta xem lại pha bóng vừa xong. Trận đáng tiếc cho Danh Rào khi anh không thể có một tình huống dứt điểm. U30 Đông Nam vẫn chưa thật sự trùng khớp với nhau. Lỗi việt vị rồi. Dù đã làm rung mảnh lưới của đối phương nhưng không có bàn thắng nào dành cho Hậu Ronaldo. Quả đá phạt góc. Những tình huống đá cố định của các cầu thủ Đông Nam vẫn chưa mất lên được cơ hội. Không vào. Đánh đầu vẫn không vào. Suýt chút nữa thì đã có một siêu phẩm của Sang Gao rồi. Nhưng thủ môn Thanh Tuấn vẫn đang chơi hay. Thì cú đánh đầu sau đó của Danh Rào cũng đưa bóng rơi vào sàn ngang. Cơ hội
Cơ hội dành cho U30 Đông Nam. Họ không đột phá được. Xuất sắc. Lại là sang đầu. Tiền vệ màn áo số 16 đang làm hết tất cả những gì mà anh có thể. Không mang lại được một bàn thắng rốt ngắn. Vẫn không thể vượt qua được hàng phòng ngự dày công đầu tư của cầu thủ áo trắng. Phối hợp được không? Tốc độ tuyệt vời! Cơ hội để dứt điểm, dứt điểm đi vào! Tỷ số đưa rút ngắn xuống còn 1-2. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại bàn thắng vừa rồi của cầu thủ bàn áo số 11. Cầu thủ này không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu và chúng tôi sẽ cập nhật sau cho các bạn. Nhưng đây là một bàn thắng rất tuyệt vời của cầu thủ này. Và cầu thủ ghi bàn. Và đưa bóng lên phía trên. Sự điểm. Hậu đô đô đô. Siêu vầm của Hậu đô đô đô. Sư. 3-1 cho bóng người Đông Nam. Đẳng cấp của Hậu Ronaldo, hat-trick tuyệt vời. Chúng ta xem lại bàn thắng này. Không có gì để chê vào bàn thắng này cả. Trung Bi đã băng ra và anh đã tạo điều kiện cho. Xuân Vinh. Một bóng tốt dành cho Danh Rào. Không vào. Sang Cầu. Sang Cầu làm gì đây? Duy Hùng. Duy Hùng. Lại thêm một tình huống tựa bóng hay nữa. Cơ hội dứt điểm đi vào. Số đưa rất ngang xuống còn 2-3. Bàn thắng của cầu thủ bàn áo số 9 bên phía U30 Đông Nam. Một lần nữa các bạn, chúng ta xem lại bàn thắng này. Không cần quá tiếc đối với pha bỏ lỡ trước đó, nhưng lần này cầu thủ bàn áo số 9 của 30 Đồng Nam đã có được niềm vui. Lập bóng khá hay. Lòng đỏ. Chèo bóng vào phía trong. Hồi đầu Raymond. Hồi đầu Raymond. Bỏ lỡ quá đáng tiếc. Nếu hồi đầu Raymond kỹ càng hơn một chút thì anh hoàn toàn có thể đã có một bàn thắng. Hết giờ! Chiến thắng dành cho 30 Đông Nam. Và kính thưa tất cả quý vị khán giả, chúng ta đã được chứng kiến một trận đấu rất hấp dẫn và cũng rất giải trí của câu lạc bộ Đông Nam nói chung và U30 Đông Nam và U30 Đông Nam nói riêng. Và kính thưa các bạn,